Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh tin mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 27 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, dường như những dị tượng rất thích xuất hiện ở đại lục mà nhiều người cũng không hiểu lý do vì sao, khi mới đây lại thêm một thông tin gây sốc. Dẫn lời trang tin Zhouhou, vào sáng ngày 27 tháng 7, vào khoảng 7 giờ 45 phút theo giờ địa phương, bầu trời tại Bắc Kinh bất ngờ xuất hiện những chùm sét lớn lóe sáng một cách ma quái. Đây là kết quả của một cơn dông lớn kéo dài qua khu vực này. Hàng loạt tia sét rọi xuống thành phố Bắc Kinh và bị các cột thu lôi trên nóc cao ốc hút sạch, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang trời. Khoảng 15 phút sau, thì tại khu vực quảng trường Thiên An Môn, hàng ngàn đạn quạ đen từ hướng Đông Bắc tụ tập thành đoàn bay tán loạn trên bầu trời Bắc Kinh. Kêu là thảm thiết, gào thét như ai oán, ai nghe cũng phải giận người. Người xưa có câu, đất lành chim đậu, đất dữ chim bay, quả là không sai. Trong đoạn video mà người dân quay lại được hàng ngàn những con quạ đen này, hòa cùng những đám mây đen cả trời đất. Đặc biệt, nhất là đám mây này có hình dạng như một con quái thú khổng lồ, bao trùm mọi ngóc ngách của thành phố Bắc Kinh. Nhìn vào video, chúng ta có thể thấy đám mây này trông rất kỳ lạ. Chúng phân rẽ ra một bên nắng, một bên mưa và cũng khiến cho bầu trời ở Bắc Kinh vốn chìm nghỉm trong bóng tối. Cảnh tượng không khác gì như đang ở dưới âm phủ vậy. Người dân Bắc Kinh khóc lóc nói rằng sắp tới lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Theo nhiều người cho rằng, điểm lạ xuất hiện như vậy chỉ trong vòng 7 ngày tới, nơi đó sẽ xuất hiện tai ương khủng khiếp. Còn nhớ vào cuối tháng 1 năm 2020, một đàn quạ từng xuất hiện hàng ngàn con bay khắp bầu trời Vũ Hán. Người dân không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi người dân ở Vũ Hán phát hiện ra cạnh mình đã có người chết vì virus corona. Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể che giấu tình hình thực sự. Mọi người mới nhận ra rằng chắc chắn ở đây có rất nhiều người tử vong. Cụ thể có bao nhiêu người thì có lẽ họ không rõ, nhưng nhiều tới mức kích hoạt xảy ra phản ứng liên hoàn tự nhiên thì không còn là vấn đề đơn giản nữa rồi. Tới lúc đó, mọi người mới biết những con quạ này sớm đã ngửi thấy sặc mùi của sự chết chóc. Nói cách khác, chúng có thể ngửi thấy mùi của một người sắp chết mà con người chúng ta không thể có khả năng đó. Vì vậy, chúng sẽ lượn vòng quanh một người để chờ tới lúc người đó chết đi. Đó là lý do tại sao trong văn hóa Trung Quốc, quạ được coi là điểm không lành và luôn được liên kết với cái chết. Trong khi dị tượng xuất hiện ở thành phố Bắc Kinh, cũng trong cùng ngày, người dân cũng chia sẻ những đoạn video trên 753 con sông lớn nhỏ ở Trung Quốc, mực nước không ngừng dâng cao, vượt mức báo động đỏ cho phép. Trong khi ở một số ngôi làng ở Tây Tạng và Tân Cương, hiện tượng lở đất lũ quét vẫn đang hoành hành. Nhìn vào video, chúng ta có thể thấy một phần của ngọn núi gần ngôi làng Shuang của Tân Cương bị sạt lở nghiêm trọng, kéo theo một lượng lớn đất đá và cây cối đổ sập xuống bụi bay mù mịt. Người dân Trung Quốc đang rất hoảng sợ trước hàng loạt thiên tai ập xuống. Giờ đây, người dân chỉ biết khóc lóc, ăn năn và van xin mẹ thiên nhiên hãy tha tội cho họ. Quay lại với cảnh tượng ở Thiên An Môn, người dân Bắc Kinh đã quay lại cảnh tượng kinh hoàng trên và chia sẻ rầm rộ trên trang mạng xã hội, cầu xin thế giới, cầu nguyện cho Trung Quốc sớm vượt qua những tai ương này. Hiện giờ không chỉ người dân Trung Quốc và người dân cả thế giới rất lo lắng và hoảng sợ, luôn gửi đến lời động viên và trấn an người dân Trung Quốc. Không ai biết được đàn quạ này xuất hiện sẽ mang theo những điểm gờ gì, phải chăng Trung Quốc sắp tới ngày tận thế, khi mà trong những năm gần đây, Trung Quốc đang phải chứng kiến nhiều thiên tai dị tượng bất thường liên tục xuất hiện ở khắp nơi, khắp đại lục, từ sóng thần, bão tố, lũ lụt, dị tượng ghê sợ, đặc biệt là dịch bệnh. Các bạn thân mến, dẫn lời Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, vào tối ngày 26 tháng 7, vào lúc 22 giờ 19 phút theo giờ địa phương, dự báo bão số 4 có tên quốc tế là Hanabi bất ngờ đổ bộ vào phía nam Trung Quốc với vận tốc kinh hoàng và hiện đã tiến vào đảo Hải Nam, là vị trí chiến lược quân sự quan trọng của Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Đúng như các nhà quan sát khí tượng nhận định, siêu bão lần này diễn biến khá phức tạp và không theo một quy luật nào. Vì trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc còn dự báo là bão sẽ suy yếu trước khi đổ bộ vào nước này. Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ dự đoán đều sai chệch, khiến nhiều cư dân quốc tế phải thốt lên đại siêu bão số 4 Hanabi ngông cuồng như chính giới cầm quyền Trung Quốc Tập Cận Bình. Thưa quý vị, thông tin này cũng đã nhanh chóng được Cục Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc xác nhận.
siêu bão Hanami đã đổ bộ vào đảo Hải Nam vào lúc 6 giờ 45 phút theo giờ địa phương trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào 2 ngày tới. Siêu bão di chuyển với vận tốc 220 km/h, giật cấp 16, cấp 17, kèm theo lốc xoáy và mưa đá dữ dội. Cùng với đó là những tia sấm sét nổ vang trời đã đổ bộ vào thành phố Tam Á ở đảo Hải Nam Trung Quốc, phía nam của hòn đảo rộng 34.000 km2. Nhiều người cho rằng vì Trung Quốc gần đây vẫn hung hăng khi đem tàu chiến ra Biển Đông gây hấn với các nước nên mẹ thiên nhiên quyết tâm săn phẳng hòn đảo Hải Nam, nơi mà Trung Quốc lập một căn cứ quân sự hùng hậu nhằm cân bằng với sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình, đặc biệt phải kể đến đội tàu ngầm trực thuộc hạm đội Nam Hải của nước này, cũng như hỗ trợ về mặt hậu cần và quân sự cho công cuộc xâm chiếm biển đảo của các nước láng giềng. Đây chính là nguyên nhân vì sao mẹ thiên nhiên buộc phải ra tay trừng trị Trung Quốc. Thông tin trên đã gây chấn động cho giới chức Tập Cận Bình. Trong video mà người dân ghi lại được, mưa to gió lớn đã khiến biển động dữ dội, tạo nên những cơn sóng biển khủng khiếp cao hàng trăm mét, nhấn chìm toàn bộ tàu thuyền của Trung Quốc đang neo đậu trên bờ. Mưa đá cũng đã khiến cho các tàu bè đang neo đậu bị móp méo, biến dạng, gãy khung sườn. Lốc xoáy đã thổi bay hàng ngàn tàu đánh cá cùng với những tàu khai thác dầu khí trái phép của Bắc Kinh. Ngoài ra, các căn cứ quân sự, nhiều đường băng, trường trạm trên đảo Hải Nam bị đánh sập hoàn toàn. Theo Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, tính đến sáng nay, nhiều khu resort xinh đẹp cũng như khách sạn cao tầng sang trọng tại đây đã bị tốc mái và bị mưa đá rơi xuống làm vỡ hàng ngàn cửa kính. Mưa to cũng đã khiến cho khu du lịch tại đây bị nước ngập sâu từ 2 đến 3 mét, có nhiều khu vực lượng mưa đo được lên tới 400mm. Đường xá hay hệ thống cầu cống, đèn đường, cây cối bị gió quật ngã, nằm la liệt, cảnh tượng hoang tàn trông rất khủng khiếp. Chính quyền địa phương ở khu vực này đã tiến hành sơ tán gấp gần 850.000 người dân ở khu vực đã bị bão đi qua đến nơi tránh trú an toàn. Theo người dân nơi đây kể lại, cũng từng có những siêu bão mạnh đổ bộ về đây, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến siêu bão mạnh như thế này. Theo thống kê sơ bộ thì ước tính thiệt hại khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm dự báo khí tượng quốc gia Trung ương Trung Quốc cũng đã phát đi thông báo khẩn cấp kêu gọi người dân phải nâng cao cảnh giác và tìm nơi tránh trú an toàn. Kính thưa quý vị, dân làng Trung Quốc cầu cứu khi lũ lụt ngày càng tồi tệ. Chính quyền để mặc đê vỡ, lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng đến ít nhất 27 trong số 31 tỉnh và các vùng của Trung Quốc. Vừa qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng lưu vực sông Trường Giang sẽ còn hứng chịu mưa lớn trong vòng 24 giờ tới. Trung tâm này ước tính rằng tổng lượng mưa ở phía nam lưu vực sông Trường Giang của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 100mm đến 180mm trong 3 ngày tới. Ở một số vùng, lượng mưa có thể lên tới 300mm. Trung tâm cũng cảnh báo rằng các khu vực phía bắc của Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn vào 2 ngày tới. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói rằng sẽ có lũ lụt tại các con sông Hoàng Hà, sông Hải và Thuận Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong tháng tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Ông Diệp nói, chúng ta nên chú ý nhiều hơn miền Bắc Trung Quốc. Thứ trưởng Diệp giải thích, lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 1,5 lần đến 2,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Epoch Times, người dân ở các tỉnh Ngọc Lục, An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả lũ tại các con sông, hồ hoặc do vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Người dân cho biết, một cư dân với bí danh Wang Min sống ở làng Winwan nằm ở thành phố Đồng Lăng thuộc tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc. Dòng sông Trường Giang chảy qua làng này. Hôm vừa qua, ông Wang Min nói với đài The Epoch Times rằng ông và dân làng bị buộc rời khỏi quê nhà vốn ở gần một con đê nhỏ trong ngày hôm đó. Ông Wang cho biết chính quyền đã từ bỏ những khu vực đê nhỏ hơn để bảo vệ những khu vực đê lớn hơn. Ngoài ra, việc không gia cố bờ kè để mặt đê vỡ là một cách tự nhiên hoặc bằng cách phá vỡ đê thủ công. Họ để mặc mặt nước lũ từ sông Trường Giang tràn qua đê. Vào ngày hôm đó, hơn 12.000 người đã phải rời khỏi nhà của mình ở Đồng Lăng, ông Wang nói. Hầu hết trong số họ không có nơi nào để đi và hiện đang chờ đợi lũ lụt giảm bớt tại các nhà tạm trú. Ông Wang cho biết các nhà tạm trú thiếu mọi thứ nước uống,
nhang xua đuổi côn trùng, áo mưa, đèn pin và lều. Ông nói thêm rằng, chính quyền thậm chí không cung cấp cho dân làng đủ thực phẩm. Nhiều người dân lo lắng rằng tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn trôi. Gia tộc Yu sống tại làng Hu Đông thuộc huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc. Ba thế hệ của gia đình sống chung với một mái nhà. Làng Hu Đông và hàng chục ngôi làng khác trong huyện đã bị nước lũ nhấn chìm sau nhiều lần vỡ đê. Giới chức tuyên bố rằng họ đã sơ tán người dân bị ảnh hưởng, nhưng gia đình Yu vẫn bị mắc kẹt trong nhà của họ. Lũ lụt hiện vẫn chưa rút khỏi khu vực này. Trao đổi với The Epoch Times, người cha cho biết, ngập lụt ở khắp mọi nơi, chúng tôi không thể đi ra ngoài và chúng tôi thật sự cần thực phẩm. Người ông nội giải thích nước lũ đã cao đến tầng 2 ở làng Hu Đông. Ông Zhang là cư dân sống tại làng DC, cách làng Hu Đông khoảng 30 dặm. Ông Zhang và những người dân làng mình cũng bị kẹt trong tình trạng tương tự gia đình Yu. Ông nói, ở làng tôi, rất nhiều người mất nhà, nước lũ vẫn đang dâng cao, còn chính quyền thì đang xả nước lũ từ hồ Bà Dương. Nước lũ đã đạt đỉnh ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc thuộc miền Trung Trung Quốc vào lúc 11 giờ đêm. Chính quyền thành phố Vũ Hán thông báo một người dân tại làng Guangzhou thuộc quận Thái Điền của thành phố đã gửi một đoạn video tới The Epoch Times, trong đó ông nói rằng tất cả dân làng đã buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng vì chính quyền sẽ xả nước lũ từ sông Trường Giang vào khu vực làng của ông. Trong một đoạn video phát sóng của đài truyền hình Trung Quốc CCTV, ông Chen Guiya, phó kỹ sư trưởng của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, khúc sông Trường Giang đi ngang qua tỉnh Hồ Bắc có thể đạt mức nguy hiểm trong 10 ngày tới. Trang web tin tức của chính quyền Vũ Hán là Changjiangnet đưa tin rằng ngập lụt ở sông Trường Giang sẽ dẫn đến tình trạng hai đỉnh lũ liên tiếp, có nghĩa là một đỉnh lũ mới sẽ đến trước khi đỉnh lũ cũ đi qua. Cảnh báo từ WHO. Lo lắng về khả năng lây lan của các bệnh truyền nhiễm sau trận lụt, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo trên tài khoản Weibo chính thức. WHO kêu gọi các nạn nhân lũ lụt uống nước đun sôi hoặc nước được khử trùng bằng clo. Ngoài ra, họ không nên ăn thực phẩm lấy được trong nước lũ. Tổ chức này cũng khuyên không nên sử dụng quần áo hoặc các vật liệu khác ngâm trong nước lũ nếu chúng chưa được giặt bằng thuốc tẩy. Tại nhiều khu vực khác của Trung Quốc, do ảnh hưởng của siêu bão, hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn không ngừng ở một số tỉnh thành của Trung Quốc. Lượng mưa lớn liên tục ở Quảng Tây đã gây ra lũ lụt và thảm họa, khiến cho 880.468 người bị ảnh hưởng. 610 hộ và 1.280 ngôi nhà bị sập, 12 người đã thiệt mạng vì sét đánh, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới 14.225 ha. Trong số đó, thị trấn Dương Sóc và các huyện khác ở Quảng Tây đã bị ngập. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn tăng trong vài ngày tới. Mưa lớn đến mưa rất lớn sẽ xảy ra ở Quế Bắc và Quế Trung. Mưa trên diện rộng ở Quảng Đông sẽ tiếp tục trong 2 ngày tới. Gần đây, mưa lớn xảy ra liên tiếp ở Quảng Đông theo dữ liệu theo dõi thủy văn vào lúc 20 giờ tối ngày 26 tháng 7 đến 6 giờ sáng ngày 27 tháng 7, trạm trên toàn tỉnh Quảng Đông đã ghi nhận lượng mưa lớn hơn 250mm và 112 trạm ghi nhận những cơn mưa lớn từ 100mm đến 250mm. Trong số đó, ở Thanh Viễn có 3 trạm ghi nhận lượng mưa cực lớn trên 250mm. Tính đến 12 giờ ngày 27 tháng 7, có 5 trạm sông có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Vào đầu tuần này, mưa lớn đến mưa rất lớn đã xảy ra ở Châu Thổ, sông Châu Giang, phía Bắc Dương Giang, miền Nam Thanh Viễn, miền Nam Triệu Quang và đầu nguồn sông đã xảy ra một số trận mưa lớn. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Huệ Châu, Đông Quang, Sán Vị ở tỉnh Quảng Đông đều bị ảnh hưởng trầm trọng. Trong cùng ngày, mưa lớn đã rơi trên diện rộng ở Thâm Quyến. Trong số đó, Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã lần đầu tiên đưa ra báo hiệu cảnh báo đỏ đối với mưa lũ. Trong năm nay, các trường tiểu học và trung học mẫu giáo và nhà trẻ của các thành phố đóng cửa cả ngày. Từ 5 ngày nay, Quảng Đông đã phát đi 1.057 tín hiệu cảnh báo mưa bão, bao gồm 74 cảnh báo đỏ, cho đến 13 giờ 37 phút ngày 27 tháng 7, vẫn còn 36 cảnh báo mưa bão có hiệu lực tại 36 thành phố và quận. Theo dự báo thời tiết, từ ngày hôm 26 tháng 7, ở Quảng Đông có mưa lớn liên tục và mưa lớn cục bộ. Một số thành phố trong cơn dông có kèm theo gió giật cấp 9. Tại Vân Nam, mưa lớn làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Vào ngày 26 tháng 7, huyện Cống Sơn, Độ Giang, tỉnh Vân Nam đã hứng chịu trận mưa lớn liên tục, lớn nhất trong lịch sử khí tượng. Nhiều nơi chịu tổn thất nghiêm trọng như lở đất, giao thông vận tải, điện lực, thông tin, trồng trọt, nhà ở, cấp nước. Ít nhất có 20 người chết và 6 người mất tích, thiệt hại kinh tế đã vượt quá 700 triệu nhân dân tệ.
tại huyện Quảng Nam, khu tự trị dân tộc Mèo Trong, Văn Sơn, tỉnh Vân Nam đã gặp phải một đợt mưa lớn, nhiều nơi đã xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng và tầng 1 của một số ngôi nhà bị ngập hoàn toàn do lũ lụt. Hơn 440.000 người ở 51 quận của Giang Tây đã bị ảnh hưởng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.